Welcome to Andy Chris Show. 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 Trở lại với MC ca sĩ Quỳnh Giang. Quỳnh Giang cho anh hỏi, anh biết là em là một cái cô hoa gái đến từ một cái miền đất người ta cho là đất Thành Kinh, đúng không? Huế. Thì có bao giờ em trở lại Huế hay là em từ lúc mà em vào trong miền Nam em sinh sống thì em đã không có dịp em trở lại Huế? Mời em. Dạ, thưa anh, thưa quý vị, là Quỳnh Giang là quê là ở Huế nhưng mà sinh ra và lớn lên thì ở Sài Gòn. Dạ, cho nên là bởi vì quý vị nghe là Quỳnh Giang giọng chuẩn Sài Gòn là vậy đó. Nhưng mà ở nhà thì gia đình ba vẫn nói giọng Huế và bà nội, các cô chú, các cô là ở bên San Jose nè, dạ, cũng vẫn nói giọng Huế. Dạ. Nhưng mà em dạ sao nếu mà em là cô gái Huế thì em đi hát, có bao giờ em hát cái bài nhạc nào về Huế không? Dạ, thật ra cũng có hát nhiều bài về Huế lắm. Nhưng mà dĩ nhiên mà để mà chuyên như là những cái ca sĩ người Huế khác như Quang Lê rồi thì cái giọng không có bằng. Nhưng mà em vẫn rất là thích những bài hát về Huế. Và em còn dự định là có lẽ mấy năm nữa em sẽ làm một album về nhạc Huế không? Dạ. Thì hôm nay có thể nào em cất tiếng hát cho tất cả các fan của em nghe một vài câu về Huế chẳng hạn, mời em. Dạ, để em xin hát bài. Em hát nhiều bài lắm, ví dụ như Huế thương nè, rồi Mưa trên phố Huế, rồi Huế xưa nhiều lắm. Nhưng mà thôi để em hát bài Mưa trên phố Huế nha. Dạ. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời. Hạt mưa sao vẫn rơi rơi hoài, cho lòng nhớ ai. Yeah. Ủa hết rồi hả? Dạ còn nữa nhưng mà đã thôi sợ mất thời gian đang của nghe, đang của anh mà tại sao em lại chân em lại chân chức không? Hôm nay đó là chương trình của em, nếu mà em muốn ngồi đây em hát hết tất cả những bài nhạc nào và về kinh đô Huế thì em em welcome, tại vì ít khi nào mà được nghe một MC mà vừa hát hay mà vừa có những cái giọng phải nói là rất là đặc sản về Huế, phải không? Tuy là như vậy, tuy là nó ngắn nhưng mà anh thấy là nó cũng đầy đủ và là phải nói là những cái niềm vui cho tất cả các bạn nào mà muốn nghe cái tiếng hát của em ngày hôm nay. Anh biết là em còn có nhiều cái tài khác, em lồng tiếng xong rồi em làm sứ ngôn viên vân vân, em làm MC, em biên tập vân vân. Thì cho anh hỏi chứ, xong rồi em còn có 4 đứa con để em phải lo cho mỗi ngày. Thì bây giờ anh hỏi em chứ, thời gian nào mà để em làm hết tất cả những cái chuyện đó, mỗi một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Dạ, thật ra là em là sau này là ngủ rất là ít anh, từ khi mà có con, quý vị cũng biết rồi đó. Nhưng mà lúc đầu thật ra em cũng định, có nhiều người hỏi em tại sao lại sanh nhiều con. Chứ đúng ra cái nghề này á là không nhiều người sợ lắm, không có dám sanh con. Nhưng mà em á, thì em thích cái sự yên bình, thích một có một cái gia đình đầm ấm. Mặc dù là nghệ thuật mình cũng thích đó, nhưng mà thôi thì mình phụ nữ mà, nó chỉ đến một cái khoảng thời gian nào đó thôi là cũng phải ngừng lại. Chứ cái nghề này không có ai nói là tôi sẽ nổi tiếng suốt đời, không bao giờ có cái chuyện đó hết. Thì em chỉ muốn là mình thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Nếu như sau này khi mình lớn tuổi rồi mình không còn nổi tiếng được nữa thì em vẫn có thể đi hát phục vụ bà con hoặc những chương trình từ thiện này kia. Nhưng quan trọng nhất đối với mình đó là mái ấm gia đình. Em nghĩ là các chị phụ nữ cũng như vậy. Đó thì anh nghĩ rằng cái người mà phải là phối ngẫu của em là support rất nhiều, tức là người ta phải giúp đỡ em rất là nhiều. Tại vì em đi rất là nhiều, em phải đi đây đi đó và em đi rất là xa, đúng không? Đúng rồi. Trong những cái dịp mà em đi như vậy, xong rồi em có mang con hay là em có mang người đối tượng của em không? Dạ, thật ra thì ở Việt Nam á, mà em đi diễn ở đâu nhất là đi diễn ở chùa đó. Tại vì em là cả đất nước, tất cả quê hương là từ Nam ra Bắc, là em các chùa là đều rất là thân với em và các thầy rất là thương và đều mời em đi diễn từ Nam ra Bắc. Thì hễ mà có dịp nào mà mấy đứa nhỏ mà được nghỉ học á, là em đều cho cả nhà đi theo em. Dạ, để cho tụi nó biết đây biết đó và giới thiệu với tụi nó mọi thứ. Còn đi qua đây á, thì thật sự là đi rất là xa mà đang dịp tụi nó đi học nữa cho nên em không thể dắt mấy đứa bé đi được. Bây giờ thì tụi nó cũng hơi lớn lớn rồi, 8-9 tuổi, 7-8 tuổi rồi. Nhưng mà sau này có lẽ khi mà đứa nhỏ của em khoảng 5 tuổi á, đi có thể tự lo được á, thì em sẽ dắt mấy bé qua đây chơi. Và nếu được nữa thì có thể là qua đây cho mấy bé đi học. Dạ. Anh biết là ở trên gọi là đất nước Việt Nam đó thì em đi rất là nhiều. Giống như em mới vừa trình bày, em sang bên này đó thì em thấy cái tình cảm của khán giả bên Việt Nam cũng như ở bên Mỹ này nó khác biệt cái chỗ nào? Thật ra thì em thấy đã là tình cảm của khán giả thì cũng đều như nhau, không anh? Tình cảm giống nhau. Giống như là qua đây có những khán giả mà
trước khi đi qua đây định cư đây ở bên đó cũng biết em, gặp em rất là mừng, vâng, rất là vui, nắm tay em nói chứ phải Quỳnh Giang không, cái nói dạ phải, cô nói phải Quỳnh Giang MC không, tại ở bên đó thì mọi người biết em là MC. Xong rồi em nói dạ đúng, trời thấy tưởng em qua đây ở luôn mọi người mừng lắm. Rồi. Dạ mọi người mừng vui rồi mời về nhà chơi rồi thứ hết. Rồi. Nhưng mà em cũng thấy là thật sự thì ở đâu thì tình cảm của mọi người đều như nhau và em cũng đều rất là thương mọi người. Vâng. Dạ. Rất tốt. À, trên tay của anh có một cái DVD và nó có một cái CD đúng không? Đây có phải là hai cái, một cái DVD và một cái CD đầu tiên của em phát dạ, hành đúng không? Rồi. Đúng. Dạ. À, khi nào đó thì em lại, tại sao em lại lấy một cái chủ đề là trên mảnh trên mảnh đất tình người, dạ. Trên mảnh đất tình người. Trên mảnh đất tình người. Tại sao lấy một cái chủ đề? Đây là một cái bài hát của một nhạc sĩ viết trong một cái bộ phim. Bộ phim đó nói về những người con sống xa quê. Dạ, những người con sống xa quê. Thì em thấy là cái bài hát này, cái giai điệu nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Thành ra là em mới lựa để làm cái tên chủ đề của cái bìa đĩa của em. Thật ra thì đây là những cái bài hát về về quê hương. Quê hương. Dạ, à, mang âm hưởng dân ca. Ví dụ như bài Áo Mới Cà Mau hay là Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lan mà nãy quý vị đã vừa nghe hay anh cũng vừa nghe. Đó, thì em muốn là cái album đầu tiên của em là về quê hương. Bởi vì con người ta ai cũng phải có quê hương. Đúng, dạ, đúng. Có đi xa rồi mới thấy thương thấy nhớ những gì mà của quê hương mình. Cho nên là em muốn ra cái đầu tiên của em là như vậy. Nhưng rồi sau đó thì sẽ có những cái đĩa thứ hai, thứ ba thì sẽ từ từ theo những cái chủ đề. Ví dụ như là về mẹ, rồi sẽ về nhạc tiền chiến. Dạ. Còn cái CD Ánh Sáng Từ Bi. Dạ, Ánh Sáng Từ Bi là nhạc Phật, là ra trước cái đĩa Trên Mảnh Đất Tình Người, là chỉ là CD thôi, còn Trên Mảnh Đất Tình Người thì là nhạc DVD, là em quay những cái cảnh sông nước miền Tây, rồi quê hương của mình đồng lúa, rồi sông nước chợ nổi để cho những quý vị nào mà ở xa quê hương không có điều kiện, tại vì em biết là qua đây không phải ai cũng có điều kiện để trở về bển, thì khi mà xem cái đĩa này thì sẽ thấy được cái cảnh đất nước quê hương mình của mình như thế nào. Dạ, để cho đỡ nhớ. Bây giờ đó em đi rất là nhiều nơi, trong nước cũng như ở bên ngoài nước. Ok. Thì em sẽ nói gì với lại những người bạn trẻ của em? Dạ. Em chỉ muốn nói là dù cho là mình có đi đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu mình đã là người Việt Nam thì mình cũng nên phải biết nói tiếng Việt Nam nè ha. Rồi phải có những cái, mình phải luôn nhớ về những cái truyền thống, những cái văn hóa của người Việt Nam mình. Tại vì em thấy có nhiều bạn trẻ là ví dụ như qua đây thì ảnh hưởng của huynh này á, thì nhiều khi là đối với cha mẹ không có tình cảm với cha mẹ mình á. Dạ, về xong rồi chui vô phòng ngủ không có hỏi thăm cha mẹ gì hết. Rồi thì em thấy là đối với mình á, cha mẹ là quan trọng nhất. Có thể bây giờ các bạn chưa có gia đình, các bạn không có hiểu về tình thương của cha của mẹ dành cho mình đâu, nuôi một đứa con cực khổ như thế nào. Thì khi mà lớn lên á, con mà đối xử với mình như vậy thì mình rất là buồn. Em cho nên có bốn là... đứa con xong rồi em nuôi em rất là cực khổ hơn là một đứa đúng không? Dạ. Bây giờ cho anh hỏi, em có cái tình cảm với lại gia đình, thì em quan trọng đó là cái vấn đề mà gia đình, ngoài cái vấn đề mà là sự nghiệp ca hát của em đúng không? Dạ. Thì đối với em cảm thấy là cái sức sống của gia đình nó như thế nào? Dạ. Em thấy gia đình là điểm tựa của cuộc sống. Gia đình có thể mang đến cho mình tất cả mọi thứ. Nếu mà mình có hạnh phúc thì mình mới có thể làm được công việc tốt. Anh có công nhận điều đó không? Dạ. Chứ nếu như bây giờ cuộc sống của anh bị sóng gió đủ thứ hết thì anh sẽ không còn cái tâm trí nào để mà anh tập trung làm công việc cho tốt. Người nghệ sĩ cũng vậy. Ví dụ khi như bản thân em ở Sài Gòn, nhiều khi ở nhà mình có việc, ví dụ mình gây lộn với lại với chồng đi, thì là lên đài là coi như là cái mặt không thể tươi được, cái mặt là quậu vậy đó, rồi không biết là mình nói cái gì nữa. Đúng. Nói tầm bậy tầm bạ. Cho nên em nghĩ là gia đình là điểm tựa cuộc sống. Gia đình đây là con cái và cha mẹ. Okay. Dạ. Rất là hay. Em có một cái nhận định, một cái nhận xét rất là phải nói là chính xác. Anh phải đồng ý với em những cái điều em nói là đúng. Bây giờ cái thời gian thì anh em mình nó rất là ngắn, có nhiều chuyện anh muốn đề cập đến, nhưng mà hy vọng là anh em mình sẽ có những cái chương trình khác sẽ gặp nhau. Bây giờ trước khi mà anh em chia tay và chào tất cả các khán thính giả, thì em sẽ hát một bài nhạc nào để tặng cho tất cả các fan của em? Thôi bây giờ cho em hát bài về quê hương đi ha. Rồi. Bây giờ bài về quê hương ta, hay là em sẽ hát bài Áo Mới Cà Mau đi. Dạ, tại bài này thì mặc dù là chú Thanh Sơn, nhạc sĩ Thanh Sơn đã mất rồi, nhưng mà chú trước khi mất thì chú tâm nguyện là muốn làm một cái quay hình ảnh, một cái hình ảnh về cái bài hát này, nhưng mà chưa có ca sĩ nào làm được cái điều này. Em làm được điều này. Okay. Cho nên em rất là mừng, rất là vui. Thôi thì sẵn đây em cũng xin gửi tặng quý vị khán giả anh Chris và hương hồn của chú Thanh Sơn ở trên nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau. Nhưng mà chắc một đoạn được không anh, hay là cho qua băng đĩa đi? Không, mình phát đĩa. Phát đĩa. Dạ vâng. Quỳnh Trang và Andy Chris, trước khi
chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Và đặc biệt, tiếng hát Quỳnh Trang sẽ trở lại với nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau. Xin trân trọng kính chào. Không tới về để nói với nhau mấy lời, xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trăng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe gài đêm không ngờ người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước tầm dơi nghe ai ru câu ơi hơi, thương đêm đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi nào về năm sáng đẹp hơn Cà Mau, đường đi không khó mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hương duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm máu mới về Cà Mau thấy thương em rồi. Không tới về để nói với nhau mấy lời, xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trăng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Sắc xe con tim tôi chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau, mai mốt Cà Mau em lớn tuy út mà xưa sáng đẹp hơn. Sông vắng đò em đứng mình ên một hương duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau thấy thương em rồi. Thêm áo mới về Cà Mau.
Welcome to Andy Chris Show. Show.